Ok, hello mọi người nha. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video cùng em An anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục phân tích với nhau về diễn biến của phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 23 tháng 4, đúng không ạ? Một cái phiên giao dịch mà thị trường vẫn đang tiếp tục có những nhịp giảm điểm khá mạnh. Đó, thì chúng ta sẽ đi qua những cái điểm chính ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cũng như là những cái kế hoạch, những cái hành động của anh chị nhà đầu tư ở trong phiên giao dịch ngày mai, ngày 24 tháng 4 anh chị nha. Đó, thì với một cái phiên giảm điểm mạnh ngày hôm nay thì liệu rằng là ngày mai chúng ta nên làm gì, đúng không? Và cái thời điểm nào là cái thời điểm mà anh chị có thể là tham gia bắt đáy, tham gia mua lướt T0, T1 hoặc là T cộng để chúng ta hạ cái giá vốn đi. Đó, thì sẽ có ở trong cái video ngày hôm nay anh chị nhá. Anh chị đang theo dõi video thì mọi người cố gắng ủng hộ cho em An những lượt like, những cái trái tim màu tím ở dưới phần bình luận anh chị nhé, để tăng cái tương tác cho video cũng như là tăng cái cũng như là khích lại thêm cho tinh thần của em An anh chị nha. Rồi thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên là tổng quan của phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nha. Ok, thì VN-Index của chúng ta ngày hôm nay thì kết phiên giảm 12,82 điểm. Đóng cửa mức là 1.177,4 điểm anh chị nha. Chúng ta có 117 mã tăng và 360 mã giảm anh chị nhá. VN30 thì giảm 6,27 điểm và đóng cửa mức là 1.200,37 điểm. Nhưng ngày hôm nay chị thấy là nhóm Midcap ngày hôm nay thì có sự giảm điểm mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? HN Index và Upcom cũng tương tự, đều ở trong sắc đỏ anh chị nhá. Các cổ phiếu mà tác động mạnh ngày hôm nay thì anh chị thấy chúng ta có Techcombank, có FPT, MWG, VPBank, HVN, LPB và một vài cổ phiếu khác. Đó. Tuy nhiên thì cái mức độ tăng thì nó cũng không quá nhiều anh chị nhá. Ở chiều ngược lại, chiều giảm thì chúng ta có Vinhome, có GVR, có CTG, BID, VIX, MBB, Masan, Vietcombank, Hòa Phát. Đó. Và cái biên độ giảm ở các cái cổ phiếu này thì nó nhỉnh hơn khá nhiều. Đó anh chị nhá. Ngày hôm nay thì anh chị thấy thanh khoản của chúng ta đạt được 19.300 tỷ anh chị nhá. Thì cao hơn phiên ngày hôm qua một chút. Tuy nhiên thì đây vẫn là cái mức thanh khoản ở mức trung bình thôi. Đó, ở mức trung bình thôi anh chị nhá. Chủ yếu là nó đến từ những cái thời điểm mà khoảng tầm ngoài 2 giờ trở đi. Đúng không ạ? Ở ngoài 2 giờ trở đi chúng ta thấy là có những cái thời điểm mà thị trường giảm khá nhanh, khá mạnh và cái tốc độ khớp lệnh nó cũng khá lớn anh chị nhá. Thì ngày hôm nay có thể là cũng đã có những cái thời điểm mà xuất hiện cái sự Comogen hoặc là for sale trên thị trường. Đó, em nghĩ là có thể là sẽ xuất hiện, có thể là nó đã xuất hiện nhưng mà nó không phải là cái lượng quá lớn đâu. Anh nhá, nó không phải là cái lượng quá lớn. Đấy. Và ngày hôm nay thì có một cái điều hơi lạ đúng không? Hơi lạ so với các cái phiên trước thì ở trong ATC thị trường chúng ta lại kéo lên, kéo hồi lên được đâu đó khoảng tầm hơn 4 điểm đúng không? Quanh khoảng tầm 4 điểm. Đó, bình thường thì trong phiên mà giảm thì ATC nó đạt thêm, nhưng mà ngày hôm nay thì ATC lại kéo lên một chút anh chị nhá. Rồi khối ngoại chúng ta điểm qua một chút thì ngày hôm nay khối ngoại bán dòng 333 tỷ anh chị nhá. Bán Vinhome khá nhiều này. Đó, rồi khá nhiều cổ phiếu khác đúng không? Mua thì mua Hòa Phát nhiều nhất. Đấy, mua MWG, SSI, Vietcombank, DGC. Đấy là những cổ phiếu mà khối ngoại bán anh chị nhá, là khối ngoại mua. Đó, thì nhìn chung là ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục có một phiên thị trường giảm điểm đúng không, và nó cũng không được quá tích cực anh chị nhá. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là những cái thời điểm cuối phiên nó có những cái nhịp mà bán nhanh bán mạnh như vậy thì em nghĩ là nó sẽ tích cực hơn cho cái việc là thị trường sẽ sớm tìm cái điểm cân bằng. Đó, sớm tìm điểm cân bằng anh chị nhá. Rồi, thế còn để xem rằng là thị trường của chúng ta nó sẽ đi như thế nào và cái kế hoạch, cái hành động anh chị nhà đầu tư chúng ta nên làm gì thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai anh chị nhé, phần nhận định thị trường. Đó, ok. Đó, đây đúng không ạ, như cái tiêu đề em có để ở trong phần thumbnail đúng không ạ, chị có nhìn thấy không ạ? Vùng bi quan sợ hãi của nhà đầu tư, và ở bên dưới chúng ta có một cái tiêu đề, em nghĩ là đây sẽ là cái tiêu điểm chính của video ngày hôm nay của chúng ta, 1157 vùng phải liều lĩnh anh chị nhá. Đó,
Ok, thì chúng ta sẽ đến với đồ thị của VN-Index. Ngày hôm nay thì anh chị thấy là VN-Index giảm điểm nhưng mà nó chưa phá đáy. Và ở trong những cái hai phiên vừa rồi, đúng không? Là thị trường của chúng ta nó cũng đang có sự chững lại về cái đà giảm và cái biên độ nó cũng khá là hẹp nhá. Thì đây là một cái mà em nghĩ là nó cũng tạm thời là khá tích cực, đúng không? Rồi ngoài ra thì anh chị thấy là trong khung tuần thị trường của chúng ta vẫn đang ở trong một xu hướng tăng và một cái trạng thái tích lũy mọi người nha. Đó, nó chưa có cái trạng thái giảm đâu. Đấy. Và bên dưới của chúng ta thì hiện tại đang có những vùng hỗ trợ tương đối mạnh là vùng 1154 anh nhé, 1154 đó, khung tuần. Ngoài ra khung ngày chúng ta có vùng 1157 nữa, đúng không ạ, 1157. Thì đây đang là những cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh của thị trường đó, tương đối mạnh của thị trường anh chị nhé. Thì đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là anh chị nhà đầu tư chúng ta đang nếu mà còn đang cầm hàng thì cũng đang rất là lo lắng rồi, thậm chí là rất là bi quan rồi, đúng không, tâm lý em nghĩ là rất là nặng nề. Đó, đặc biệt là anh chị nào mà dùng margin, căng margin thì em nghĩ là có thể là cũng đã có những nhịp mà call margin và for sale ở trong những cái giai đoạn vừa rồi. Đó, cho nên là những cái vùng này thì gần như là những cái vùng mà rất là hoảng loạn rồi. Đấy, rất là hoảng loạn rồi. Đó, cái phiên livestream buổi tối ngày hôm nay vào lúc 8 giờ 15 phút thì em sẽ mở cho mọi người những cái đồ thị và cái chỉ báo tâm lý của nhà đầu tư. Thì anh chị sẽ thấy là thời điểm hiện tại nó rất là bi quan rồi, đúng không? Nó đến những cái vùng bi quan rồi. Đó. Và kết hợp với cái việc là chúng ta có thêm những vùng hỗ trợ ở giao găm, vùng 1157, 1153, đúng không? Rồi thêm một cái điểm nữa là đến cuối tuần anh chị nhá, cuối tuần và đầu tuần sau là thị trường ta sẽ có cái tín hiệu mở khách sạn trong khung daily. Đó, cho nên là chúng ta sẽ rất là dễ có một cái nhịp kéo hồi lên. Đó, nếu như mà ngày mai anh chị nhá mà có một nhịp ngày mai hoặc kể cả là ngày thứ năm đó, tức là những cái phiên tới mà có những cái nhịp đạp xuống đâu đó vùng 1154 đến vùng 1157 thì đây sẽ là một cái vùng mà rất là tiềm năng để cho anh chị bắt một cái nhịp T cộng hoặc là một cái nhịp mà cân giá, đúng không, để chúng ta kỳ vọng là thị trường sẽ hồi phục lên cái vùng 1200 đến vùng 1220. Đó, trước mắt là như vậy anh chị nhá. Trước mắt là những cái nhịp mà hồi phục ngắn hạn đã. Đấy, để cho anh chị mà đang cầm hàng thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta hạ bớt cái giá vốn này. Còn anh chị nào cầm tiền thì anh chị cũng có một cái cơ hội để chúng ta đánh một cái nhịp T cộng. Hoặc thậm chí là anh chị nào mà đánh trung hạn nhá, mọi người chia vốn ra gom cũng rất ok, đúng không? Như em cũng có phân tích với mọi người rồi là thị trường chúng ta thì về những cái mặt hỗ trợ trong tuần thì đây đang là những vùng hỗ trợ trung hạn rồi. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể là áp dụng chiến lược mua gom cũng được. Đó, thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái sở thích và cái chiến lược giao dịch của anh của tùy từng anh chị nhà đầu tư thôi, đúng không? Thế nhưng mà có một cái điều mọi người nhớ giúp em anh chị nhá, nếu như mà với cái dư địa của giảm của ngày hôm nay ấy, mà trong những phiên tới thị trường ta có những nhịp đạp về vùng 1157, 1153 đến vùng 1157 thì đây sẽ là một cái vùng mà anh chị cần phải mạnh dạn anh nhá, cần phải mạnh dạn. Nếu như anh chị mà đang cầm tiền thì mạnh dạn mua ít nhất là đánh một nhịp T cộng. Đó, còn nếu như đang cầm hàng mà còn tiền thì hãy cố gắng là mạnh dạn để chúng ta mua một cái nhịp cân giá, đánh một cái nhịp T cộng để mà hạ được giá vốn và giảm thiểu cái thua lỗ của chúng ta. Đấy, còn nếu mà anh chị nào đang cầm hàng mà ta không còn tiền để mua nữa nhá thì khi nó đạt về vùng 1154 đến vùng 1157 thì anh chị cũng cố gắng là đừng bán nhá, cố gắng kiên nhẫn thêm một chút anh chị nhá. Nếu như mà còn bị kẹp mà không còn tiền thì hãy nhớ giúp em một điều là đây là những vùng hỗ trợ rất mạnh rồi và nó đến những cái vùng bi quan, những vùng hoảng loạn của đa số anh chị nhà đầu tư rồi. Cho nên mọi người hãy cố gắng là thôi không mua thì thôi, hết tiền không mua được thì thôi, nhưng mà đừng bán ở những cái vùng này nhá, đừng bán những cái vùng 1153, 1157 này. Đó, chúng ta sẽ đợi những nhịp hồi lên thì anh chị hãy bán, hãy cơ cấu ra anh chị nhá. Đó. Ở trong group của em thì ngày hôm nay em cũng có nhắn cho anh chị một cái hình đây. Đúng không ạ? Đây. Một hình đây. Bắt ở vùng giao găm đây anh chị nếu ạ. Đây, bắt ở vùng giao găm nhá. Đó, tâm lý này, rủi ro này đều đến những cái vùng rất là bi quan rồi. Đấy, cho nên là đây là một cái vùng mà rất là tiềm năng và cái vùng này thì anh chị phải liều lĩnh, anh chị nhá, phải lì lợm, phải mạnh dạn để chúng ta bắt một nhịp. Anh chị nhá, nếu còn tiền thì đừng bỏ qua cái cơ hội để chúng ta cân giá hoặc là bắt một nhịp T cộng này. Đó, anh chị nhá, cái xác suất chiến thắng chúng ta giai đoạn này rất là cao đấy, bởi vì là VN-Index chúng ta đã có những tín hiệu hoảng loạn rồi. Đó anh chị nha. Đấy thì đấy là về phần nhận định thị trường cũng như là những cái kế hoạch, những cái hành động dành cho anh chị.
anh chị nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái cổ phiếu mà anh chị có thể là tham gia, một vài cổ phiếu mà anh chị có thể tham gia. Giai đoạn này thì em nghĩ là nhóm nhóm chứng khoán sẽ là cái nhóm được ưu tiên đó, bởi vì là nó đã có những thông tin KRX ra hỗ trợ rồi ấy. Thì với nhịp giảm sâu thì cái nhóm chứng khoán nó cũng sẽ quay trở lại, em nghĩ là cũng sẽ có những nhịp hồi phục trở lại rất là nhanh đó. Thì anh chị có thể quan tâm tới VCI anh chị nhá, vùng 44 cộng trừ 43.844, đây vẫn là cái vùng tiềm năng để chị mua nhá. Mọi người hãy nhớ nốt lại những cái cổ phiếu mà em chia sẻ nhá. VCI 43.844, đấy là cái vùng này anh chị có thể tham gia, một cổ phiếu rất là tiềm năng nhá, nó vẫn giữ được cái trend của nó đúng không. VCI này SSI cũng ok, về được cái vùng 32.5 thì anh chị cũng hoàn toàn có thể tham gia đấy. Rồi FTS đúng không ạ, FTS đâu đó vùng 48.5 đấy, 48.549 anh chị nhá, anh chị cũng vẫn hoàn toàn có thể tham gia được đó. Rồi rồi MBS đúng không, những cổ phiếu MBS thì em nghĩ là quay trở lại test những vùng đâu đó là quanh cái vùng đáy này 25 đến 25.3 là anh chị có thể là tham gia được anh chị nhá, 25 đến 25.3 đấy. HCM thì vẫn đang ở 26 thì hơi xa đúng không, về dưới này thì hơi xa. Rồi đấy là những cái cổ phiếu mà nó tương đối là khỏe anh chị nhá. AGR ngày hôm nay sàn là đúng không, AGR ngày hôm nay sàn đây, AGR nữa anh chị nhá, AGR anh chị có thể bắt ở vùng 17 đó, quanh vùng 17 nhá, cũng là một cổ phiếu rất là tiềm năng đấy. Thì ở trong nhóm chứng khoán anh chị có thể lựa chọn những cổ phiếu đấy nhá. Em nghĩ là em sẽ chia sẻ anh chị các cổ phiếu chứng khoán trước, bởi vì là đây là cái nhóm mà nó có cái câu chuyện nhiều nhất và gần nhất để anh chị có thể tham gia, và cũng là một cái nhóm mà hot nhất đúng không. Khi mà thị trường có nhiều hồi phục thì những cái cổ phiếu này nó sẽ quay lại sớm nhất đó anh chị nhá. Thì mọi người nhớ lưu ý, chúng ta có VCI, có SSI, có FTS, MBS, AGR đúng không, đấy rất nhiều anh chị có thể lựa chọn anh chị nhá. Cá nhân em thì nếu mà bắt thì em sẽ bắt VCI, đấy là cá nhân em anh chị nhá. Rồi ok, thì đấy là những cái mà em An muốn chia sẻ với anh chị ở trong cái video ngày hôm nay, những cái diễn biến của phiên giao dịch ngày hôm nay. Anh chị hãy cố gắng là thứ nhất là nếu cầm hàng thì hãy bình tĩnh anh chị nhá, để chúng ta có được những cái phương án xử lý nó bình tĩnh nhất và nó hiệu quả nhất. Thực sự mọi người là đến thời điểm hiện tại em cũng đang kẹp hàng đây, em cũng đang kẹp hàng và cũng đang cần phải xử lý đây đó, cho nên là mọi người yên tâm là nếu mà có bị kẹp thì em cũng đang kẹp cùng mọi người đúng không ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau gỡ dần anh chị nhá, gỡ dần. Em nghĩ là nếu mà anh chị bắt được nhịp này thì những cái nhịp mà nó hồi lên vùng trên này thì anh chị, em nghĩ là khoản lỗ của anh chị nó sẽ chỉ đâu đó khoảng tầm 5 đến 7% thôi đó, 5-7% thôi anh chị nhá. Thì hãy cứ bình tĩnh anh chị nhá. Nếu mà anh chị cần hỗ trợ thêm về mặt mua bán, điểm mua bán, hoặc là cơ cấu danh mục, hoặc là cần hỗ trợ thêm về mặt tâm lý, thì anh chị cứ inbox cho em anh chị nhá, inbox cho em An qua số điện thoại trên màn hình, và em sẽ hỗ trợ, sẽ đồng hành cùng anh chị nhá, để chúng ta sẽ cùng giải quyết những cái vướng mắc hiện tại, cũng như là chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cơ hội để anh chị có thể là tham gia đầu tư đó anh chị nhá. Thì nếu như anh chị mà yêu quý và muốn đồng hành cùng em An thì anh chị chỉ cần có một tài khoản VPS với ID của em An là Q341 và có phát sinh giao dịch thì em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị nhá. Đó thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho em nhá, thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau. Rồi ok, thì em sẽ xin phép kết thúc video ở đây anh chị nha. Hẹn gặp lại anh chị ở trong buổi livestream tối ngày hôm nay vào lúc 20:15 anh chị nhá. Đó thì em sẽ hỗ trợ trực tiếp những cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm anh chị nha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.